Cậu Vàng chính thức rút khỏi rạp chiếu vì thua lỗ hơn 30 tỷ đồng. Từ ngày 25 tháng 1, các rạp chiếu của CGV và Lotte đã rút phim Cậu Vàng khỏi các rạp chiếu vì tình trạng rạp vắng tanh, chi phí chiếu phim không đủ bù đắp chi phí vận hành. Fanpage Cậu Vàng cũng ngưng cập nhật thông tin từ cách đây 12 ngày. Bên cạnh đó, các trang review phim đã xóa bài về phim này. Các diễn viên tham gia phim cũng không còn đăng những tin tức quảng bá cho Cậu Vàng. Việc Cậu Vàng bị rút khỏi phòng chiếu với thời lượng khá sớm không hề bất ngờ bởi từ khi chưa ra mắt, phim đã liên tục dính phốt. Từ những lùm xùm, tẩy chay liên quan đến việc nhà sản xuất chọn chú chó đóng chính là giống Shiba của Nhật, đồng thời là việc admin fanpage chính của phim lên tiếng tay đôi với khán giả. Đến khi phim ra mắt, Cậu Vàng cũng bị chê là không xứng với văn chương nam cao, cùng với đó là những phát ngôn tầm phào của nữ diễn viên chính đã khiến công chúng không muốn phí hoài tiền bạc và thời gian để ra rạp chiếu. Sau nửa tháng ra mắt, bộ phim Cậu Vàng do đạo diễn Trần Vũ Thủy phụ trách đã chính thức rút khỏi rạp chiếu. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, Cậu Vàng chỉ thu về 3,5 tỷ đồng. Số tiền đầu tư được đoàn phim Cậu Vàng tiết lộ lên đến 23 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện Cậu Vàng lỗ khoảng 19,5 tỷ đồng. Từ dịp lễ Giáng sinh đến nay, phim Việt ra rạp liên tục nhưng đều thua lỗ nặng nề. Ngoài Chị 13, Ba Ngày Sinh Tử thu hơn 100 tỷ đồng, các phim Việt như Cậu Vàng, Võ Sinh Đại Chiến, Sám Hối, Em Là Của Em, Người Cần Quên Phải Nhớ đều lỗ nặng. Điểm sáng xuyên suốt, mắt xích quan trọng tạo nên nhiều hình ảnh ấn dụ mà đạo diễn Trần Vũ Thủy muốn truyền tải. Tác phẩm được đạo diễn Trần Vũ Thủy tiết lộ là được thực hiện để tưởng nhớ, tri ân cố nhà văn Nam Cao và đây cũng chính là tâm nguyện lúc cuối đời của cố nghệ sĩ nhân dân Bùi Cường. Bộ phim đã có nhiều sáng tạo mới trong việc truyền tải, thổi hồn thêm các nhân vật cũng như màu sắc phim tươi sáng hơn nhưng vẫn giữ vững tinh thần của nhà văn Nam Cao trong các tác phẩm văn học, giá trị nhân văn, thiện lương. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, Cậu Vàng nhận nhiều ý kiến trái chiều là có ý tưởng làm phim nhưng thực hiện chưa tới. Phần kỹ thuật hậu kỳ quá tệ, để lọt nhiều lỗi cơ bản khiến người xem cảm thấy khó chịu. Thêm đó, việc để chú chó Nhật đóng vai chính Cậu Vàng cũng làm khán giả phẫn nộ. Các nhân vật kinh điển trong những tác phẩm của nhà văn Nam Cao vốn được yêu thích được đưa lên màn ảnh với tạo hình xa lạ. Đặc biệt từ chú chó đóng Cậu Vàng đến diễn viên đóng Lão Hạc, ngay cả diễn viên quần chúng đều béo tốt, không cho thấy sự khắc khổ của những nhân vật trong hình dung của những người đã từng đọc nguyên tắc văn học của nhà văn Nam Cao. Nhiều người chê bai đoàn làm phim xem thường khán giả và tuyên bố tẩy chay phim. Từ quá trình tuyển chọn diễn viên chó hồi năm 2019, bộ phim của đạo diễn Trần Vũ Thủy đã gây tranh cãi. Chú chó được chọn thuộc giống quý hiếm của Nhật Bản và nhiều người cho rằng đây là lựa chọn sai lầm của ekip. Có người còn châm biếm, nếu chọn Shiba đóng Cậu Vàng thì nên chọn Tom Cruise, Leonardo DiCaprio đóng Lão Hạc luôn đi. Nhớ lại cách đây hàng chục năm, điện ảnh Việt từng chứng kiến màn thể hiện xuất thần của chú chó Phèn trong Đất Rừng Phương Nam, Một Chú Chó Ta. Phèn không ngại xông pha trên phim trường, lội sông lội suối và lăn xả hết mình để có những cảnh quay đặc sắc nhất. Phân đoạn gây chú ý là khi Phèn xả thân lao ra cứu bé An, Hùng Thuận đóng. Thậm chí mang lựu đạn bơi qua dòng nước lạnh và mang đến cho Võ Tòng, Lê Quang đóng. Tiếp đó phim còn vướng phải lùm xùm khác từ Băng Di, người vào vai mợ ba của phim. Theo đó, nữ diễn viên đã gây phẫn nộ khi tranh cãi, chuyện Lão Hạc cũng là do Nam Cao nghĩ ra chứ không có thật nên tất cả đều là hư cấu. Phát ngôn này của Băng Di đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều khán giả cảm thấy tức giận và thất vọng trước lời nói của nữ diễn viên Băng Di bởi Lão Hạc là tác phẩm văn học hiện thực, phản ánh bối cảnh Việt Nam trước cách mạng tháng 9. Vì thế, việc Băng Di cho rằng Lão Hạc không có thật đã khiến cô gặp phải rất nhiều phản ứng từ dư luận. Kết quả là Cậu Vàng nhận khá nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng khi chuyển thể những tác phẩm văn học vốn nổi tiếng từ trước, các nhà làm phim nên làm nghiêm túc, chỉn chu, nếu không sẽ đối diện với tình trạng bị tẩy chay dẫn đến thua lỗ nặng nề giống Cậu Vàng.